Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, diện tích 48,1m², hướng nhà là hướng Đông Nam. Căn nhà này ngõ nông, gần với lại đường ô tô đi lại, vị trí thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa. Với cái vị trí ngôi nhà này gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường Đại học Fenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn. Thiết kế của ngôi nhà là 4 tầng, diện tích rộng, xây dựng độc lập, duy nhất một căn mọi người ạ. Một căn duy nhất và gần với đường ô tô, hướng nhà là hướng Đông Nam. Vị trí giao thông đi lại thuận tiện, diện tích rộng rất nhiều là quý khách hàng mong muốn tìm những cái căn nhà diện tích rộng này. Thiết kế xây dựng độc lập thì đừng bỏ lỡ cái ngôi nhà này. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là lớp cửa sắt rất là an toàn. Và bên trong, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với thiết kế tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh, cầu thang ở giữa thì vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì hoàn thiện gần như là xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ trao tay, vuông vắn. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 3,5m, mặt hậu 3,55m quý vị nhé. Và thiết kế đúng ở trên sổ đỏ là 48,1m² diện tích. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đã được thiết kế đầy đủ chu đáo. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở, hồ sơ điện nước xong hết. Hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá mọi người ạ. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích rộng cho nên vào cái cảm quan nhà nhìn nó cũng khác hẳn so với những cái căn nhà diện tích nhỏ. Với cái phần phòng bếp, chủ nhà có thiết kế đây một ô cửa sổ nhỏ để lấy thoáng vào không gian phòng bếp. Tủ bếp thì thiết kế xong hết ở đây, gỗ MDF chống cong vênh. Không gian tủ bếp rất là rộng. Mặt bếp thì là ốp đá granite cho quý vị rồi. Phụ kiện bếp lắp đặt xong hết. Nói chung đúng như hiện trạng thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Đây là phần để tủ lạnh quý vị ạ. Kia là phần không gian phòng bếp. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều thiết kế lắp đặt xong xuôi. Đứng từ cái khoảng nhìn phòng bếp mà ra tới phòng khách rất là rộng, rất là thoáng. Quan trọng nhất là vị trí đi lại. Ngôi nhà này diện tích rộng, gần với những cái vị trí Ngọc Ánh vừa chia sẻ, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, đi làm theo tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, đi làm theo có thể là đi lên tới đường Lê Trọng Tấn và đi ra đại lộ Thăng Long mọi người nhé. Ngoài ra thì tầng 1 thiết kế cho quý vị một phần phòng vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng ở dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu và xịt vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà diện tích 48,1m này thiết kế ra sao. Với thiết kế của ngôi nhà này, cầu thang ở giữa cho nên phòng vệ sinh ở giữa, cho nên chủ nhà thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau cho quý vị. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Ngôi nhà này hướng nhà là hướng Đông Nam cũng rất là mát. Mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát đó. Hệ thống trần thạch cao này, đèn led này, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa từng tầng từng phòng đều được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đấy, sàn gỗ, rồi, phòng vuông vắn. Đây, phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng. Ở giữa đầy đủ hết thiết bị vệ sinh, bồn cầu, sen, cây tắm, nóng lạnh. Phòng ngủ ở phía bên trong, đây thưa quý vị. Phòng nào cũng được trang bị đầy đủ cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa từng phòng. Đó. Diện tích rộng cho nên vào phòng ngủ này, hành lang này, cầu thang, tất cả mọi thứ đều cảm giác rộng rãi hơn rất là nhiều quý vị nha. Hành lang đi vào giữa hai phòng ngủ trước sau. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo. Và đây là không gian tầng 3 của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này lên trên tới tầng 3 thì căn nhà này có tổng là 4 phòng ngủ rộng. Phòng nào cũng được đây. Nói chung là thiết kế giống nhau. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Với cái vị trí này thì xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, cũng như gần với tiện ích chợ trường phường trạm. Căn nhà này thì gần nhất với lại khu đô thị Đô Nghĩa, công viên âm nhạc. Quý vị có thể được
hưởng những cái tiện ích ở xung quanh, cơ sở vật chất hạ tầng, đường xá. Đây, trên tầng 3, phòng này là phòng ngủ thứ tư. Rất thoáng đúng không ạ? Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 đây. Đầy đủ công năng, đầy đủ tiện ích. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Ở tầng 4 thiết kế ở đây là khu vực để máy giặt. Đây. Hai sân phơi trước và sau. Đây quý vị nhá. Sân phơi sau này. Đó. Rất là rộng, rất là thoáng. Quý vị nào mà yêu thích trồng cây thì có thể đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Đây là phần sân sau. Đây. Nói chung là với cái ngôi nhà này nằm trong khu dân cư đông đúc, rồi tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng xung quanh, đi lại giao thông thuận tiện. Giá bán thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 018403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.